Dạ, Vũ An Giang thân chào 500 anh em YouTube ha. Hôm nay Vũ lên về chiếc quay trăm mờ Thái anh em đầu tới H nha. Đời ở trong giấy nó 992.000 anh ơi. Tàu bò còn tới H anh em, đầu ghim còn nhiều ha, áo ghim theo xe luôn cái này anh em, giờ dọn lại ok ha. Nắp xăng theo xe nè, đầu theo xe không à, đăng ký 992.000, đăng ký 2.000 anh em, để thân đùm rồi số máy 00 ha, 00 là nó 99 với 2.000. Một ly mỏng chi ta, uống nước nọ. Xe này áo jean còn anh em, bẩn jean nào còn ha, nè áo jean còn nè, bẩn nè, bẩn jean có nút này nè ha. Nước sơn cũ chạy chóc theo 5 tháng trơn anh em đó, xuống nhưng mà đầu jean còn nguyên bản ha. Thì dạo này anh em kiếm 110 để mà dọn xài á, nay có cái chiếc này rất đầu rồi anh em, rất đầu rồi. Nhưng mà đầu với lòng vẫn còn theo xe, đầu TH lòng vẫn còn 108 theo xe chăng ha, đầu jean còn nguyên bản. Giờ cho anh em dựng lại ha, xe này kêu bán giá là 23 triệu. Cột nè, bông thì áo jean theo xe, áo còn jean nó áo dày lắm, áo jean dày ha, dày sơn lại. Kẹp te rồi nè, nên mình sơn lại thì xe trăm mờ á nó còn jean nó mắc lắm, nó mà mắc jean thì nó tầm giá 20 mấy vậy nè. Về cho mình sơn phết, mình dọn rửa rồi lại ha. Còn jean thì mình quay hoài đó 50-60, 70-80 không á, cho 10 thái mà sừng sốc còn được nha anh em, nó chưa có bị cái sừng này nó chưa có bị mục ha, đó nó bị bong tróc thôi, giờ mình dọn lại. Bị giá này là giá rẻ ha. Yên này yên 99 theo xe nè nè, đó yên mướp cũng còn luôn nè, da này thì có thay, nó đầu jean còn y gan vậy đó. Đầu đèn vẫn còn theo xe nè, áo mấy mặt nạ này vẫn còn theo xe hết. Đầu máy đâu có chạm anh em đó, đầu máy có chạm, nó ốc dặn nè ha, mình đã nói là bằng máy hết đó, báo rõ chính xác anh em ha. Thì cái xe này như tầm mình dọn lại nguyên con thì nó thêm vài triệu nữa, sơn áo sơn dàn chân, sơn áo sơn dàn chân nó tầm khoảng 1,5 triệu, ga móc nó tầm khoảng 300 mấy. Cây bô zin vẫn còn nữa, 11 anh hơi quay quanh kia rồi cho anh em tham khảo hết chiếc xe cũ này về nhà cho anh em chọn rửa ha. Sơn áo mình đi tem lại, ốc này mình gam mỡ gà lại. Bây giờ nó có cái loại gam mà gam vàng anh em, gam mà gam mỡ gà không phải gam trắng nhấp, gam mà gam vàng là không ác. Gam nó mắc hơn chút mà ok, nhìn đẹp lắm. Mình xây bên tay cho phải cho anh em xem ha. Đồng hồ, đầu đèn còn theo xe, cùm nó cũng còn đẹp nè, tờ thắng đồ cũng còn theo xe nè ha. Có gớt cái ổ khóa nè anh em, ổ khóa là bình lai bẩn là zin nè, ở trong này có yếm nè ha. Bình xăng con 7 xe zin nè, theo xe nè ha, bình xăng con theo xe nè, tàu bò TH nè đó, tàu bò TH theo xe nè ha. Siam Lucy W. Nè cái bô zin còn nè, nè 110 ha, 1985 bô đất sơn nhưng mà nó có bị hàng chỗ này nha. Đó, thì hàng đây nè. Gấp còn nước sơn zin nè. Để nhà anh em dọn. Nói chung là hả, mình dọn chiếc xe kia ha, mình dọn sơn gấp, sơn lóc, sơn dàn chân hết trơn các kiểu luôn, với sơn áo là 1,4 triệu thôi. Còn mình gam ốc là 300 mấy, gam hết trơn nguyên dàn ốc luôn, gam luôn mấy cái bát này luôn ha.
gam sơn luôn mấy cây này luôn, gam hết, gam luôn được mấy con ốc này, gam được luôn nè, mấy ốc này xi lại được luôn, gam. Gớt đầu à, gớt đầu bằng máy. Này giờ mình chỉnh máy lại. Này giờ chỉnh máy lại nha anh em. Máy kêu cò, giờ chỉnh máy lại. Áo sống rồi còn nguyên ấy, không có bể tầm bậy nha nè, nó còn cứng khừ ha, còn cứng. Áo cho mự dày lắm, áo zin lại dày lắm. Đầu có chạm nè nè, máy có làm máy có chạm, có chạm nè ha, có chạm nè, dưới gòn mới nè, ha. Rồi thì nguyên hình nguyên xác nó vậy, nói chung là áo zin xuống cái xe này dài dọn lại nguyên con, ha, sơn khuết các kiểu lại, cho nó lên hình lại ha. Bản số đây, Phú Tăng 67K1 66197 ha, bán giá là 23 triệu, cho anh em dài dọn rửa ha. Rồi thằng chào anh em 500 anh em YouTube nha. Thì anh em nào coi clip của Vũ có muốn mua xe hay bán xe cũ vậy đó, thì cái việc liên hệ mình ha, mua cũng được mà bán cũng được. Ví dụ bán thì liên hệ mình có muốn bán xe gì đó, liên hệ mình lên mạng bán. Còn muốn mua xe gì đặt Vũ ha, từ từ có, lâu lâu cũng có xếp hạm xe cọp vậy đó. Rồi thằng chào 500 anh em YouTube nha.